thành phố Hồ Chí Minh còn 22 tuyến đường ngập sâu đến 30 cm. Thông tin được ông Vũ Văn Điệp, giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo tổ chức sáng ngày 9 tháng 6 xung quanh tình hình mưa, chiều cường, ngập nước trên địa bàn thành phố từ đầu mùa mưa đến nay. Đầu mùa mưa đến nay, thành phố đón 3 trận mưa lớn gây ngập, với trận mưa ngày 27 tháng 5 có vũ lượng 112,3 mm, ngày 3 tháng 6 có vũ lượng 77,2 mm, ngày 4 tháng 6 có vũ lượng 70,6 mm. Vũ lượng mưa như vậy đã gây ra 22 điểm ngập, chiều sâu từ 0,1 m đến 0,3 m, với thời gian nước rút hết trên các tuyến đường sau khi hết mưa, từ 10 đến 40 phút. Theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố, trước kia điểm ngập kéo dài từ 4 đến 6 tiếng, nhưng giờ ngập kéo dài 45 phút sau mưa. Đây là kết quả đáng ghi nhận do từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật đã tổ chức duy tu, sửa chữa, nạo vét hệ thống thoát nước, trong đó ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập. Công tác này đã hoàn tất, đồng thời sẵn sàng vận hành 1.077 van ngăn triều, 27 trạm bơm và vận hành đồng bộ 5 cống kiểm soát triều lớn như Bình Triệu, Bình Lợi, Rạch Lăng, Rạch Nhảy, Ruột Ngựa, kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè, trạm bơm tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, theo quy trình và an toàn, phát huy hiệu quả chống ngập do triều.